Em chào cả nhà. Hôm nay em lại giới thiệu với cả nhà một con máy mài hai đá của Makita. Em sẽ xem một dòng máy cho cả nhà xem ha. Một con máy còn rất là ok, nhìn rất là xịn sò ha. Đây. Đó. Con này nó hơi đặc biệt chỗ là tay quặng của nó. Nó khá là đặc biệt. Và một con máy mài hai đá này, đây là con máy mài hai đá của Makita, có model á là 9300. Mà thường cả nhà sẽ nhìn cái dòng máy mà 9300 á có cái cùm quặng ra quặng vô, thì cái này ở đây là một tay nắm để quặng ra quặng vô chỉnh cái phương hướng gửi bào. Đó. Đây là máy dùng để gọi là bào mài gửi bào cho máy bào cầm tay ha. Đó. Một con máy. Rồi, thì em sẽ đọc thông số rõ ràng hơn cho cả nhà biết về con máy. Thì con máy này là con máy của Makita, có model là 9300. Con này là hàng nội địa Nhật nên sử dụng điện là 100V, có công suất là 230W, có vòng tua là 3000 vòng một phút. Con này đang sử dụng cỡ đá là 125mm nhân cho 3 và 3.4 và nhân cho cốt là 12.7mm. Về ngoại quan thì qua năm tháng ha, thì con này có chày chụa về cái vẻ bề ngoài, nhưng tất cả đều là nguyên zin. Rồi thanh cử đầy đủ hai bên. Đá, tình trạng đá thì đá zin theo máy nó còn rất là mới ha. Có mòn thì cũng mòn ít không mòn nhiều. Đó, cái nhà xem ha, mòn ít không mòn nhiều ha. Rồi em sẽ mở máy xem con máy có chạy êm hay không. Cái này là nước này em vệ sinh đó, nên nước nằm còn nằm trong đá nó văng ra ngoài. Đó, thì cả nhà xem ha, máy chạy cực kỳ êm. Để em để em gần lại xem cho cả nhà xem ha. Chạy không nghe tiếng luôn nha cả nhà. Em sẽ hướng dẫn thêm, ví dụ như cái cụm máy này ha, cả nhà sẽ quặng ra, quặng vô rất là trơn tru và nhẹ nhàng. Đó. Khi cả nhà dùng để mài lưỡi bao thì chỉ cần để lên, hoặc là dao bản phẳng thì mình sẽ dễ lướt hơn. Đó. Mình cầm lên mình lướt qua lướt lại. Đó. Một con máy cực kỳ xịn sò với bộ cử lạ lẫm. Không phải nói lạ lẫm lên được, em thấy cái cử như thế này ha. Rồi. Đó. Rồi em sẽ đọc lại thông số máy một lần nữa cho cả nhà nhớ về thông số máy của con máy mài hai đá. Thì con máy mài hai đá này là hàng của Makita, có model là 9300. Con này là hàng nội địa Nhật nên sử dụng điện là 100V, có công suất là 230W, có vòng tua là 3000 × 3600 vòng một phút. Con này sử dụng cỡ đá là 125mm. Đó, hình trạng đá thì còn rất là mới ha. Đó. Đó, như cả nhà thấy ha, chút nữa em sẽ chụp hình đa góc lại cho cả nhà xem. Một con máy như thế này, tổng trọng lượng của một con máy như thế này là 13kg. Đây là hưng gang pha hết. Em bán cho cả nhà con máy này là 2 triệu đồng chẵn, giá đã bao gồm phí vận chuyển. Cả nhà chốt đơn chỉ cần cọc phí vận chuyển giúp em, phần còn lại cả nhà sẽ thanh toán khi nhận hàng.
và ép máy các kiểu nha. Rồi em cảm ơn cả nhà.